Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngày 12 tháng 6 2021, Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta đến giao lưu với vườn cảnh anh Mạnh Cường. Địa chỉ là xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Vâng, và tác phẩm đầu tiên chúng ta cùng với anh Mạnh Cường chia sẻ và giao lưu là một tác phẩm Mai Hồng Ngọc. Vâng, con Vâng, chào chú ạ. chào anh Mạnh Cường. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng thứ nhất nay chú về làm clip của cháu. Cháu thì gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến chú và toàn thể các cô chú, anh chị. Chú còn sang trình nước một tháng mới, dồi dào sức khỏe, Vâng, tràn đầy năng lượng. vâng, Và cảm ơn tác anh. phẩm đầu tiên thì cháu xin giới thiệu chú đây là một tác phẩm Cây Hồng Ngọc Mai. Vâng, thoạt nhìn cái hồng ngọc mai của anh tôi không nhận ra. Dạ, Nếu nếu mà không quan mà sát cái lá và cái gốc và chỉ có nhìn vào cái mái tán, cái quả thì đúng là ngỡ ngàng luôn. báo cáo chú là hôm qua có những khách đến thăm vườn cháu vào cũng giao lưu và cũng rất thích cây này. Vâng. Hôm nay cháu lên sóng đầu tiên cây này, thứ nhất là cây này người ta cứ bảo cháu là cây Charlie, bảo nhưng không phải cây Charlie, đó là cây Hồng Mộc Mai. Đẹp thế Cháu nhỉ. giới thiệu chú đây là tác phẩm Hồng Mộc Mai. Cây này nó có ưu điểm là quả rất nhiều, rất sai hoa. Cây này hết quả cắt cái lại rất là sai hoa. Vâng. Không biết là cây này cháu cũng có rất là nhiều tác phẩm Hồng Mai, nhưng mà cây này hình là một cây đậu quả, phải nói là xưa nay là cháu hiếm gặp. Ngắm cây hồng ngọc mai của anh thì tôi lại liên tưởng đến cái dịp Tết chúng ta hay có cái cây gọi là kim ngân lượng. Vâng, đúng đấy, cái quả kim Thì ngân các lượng cái nó quả nó cứ chùm chùm như thế này, và nhưng mà kim ngân lượng này nó chia thành tầng tầng và nó chiếu xuống. Đấy, thế còn cái màu sắc nó cũng đỏ rực rỡ này. Đẹp thế chị. báo cáo chú là xung quanh vanh miện này của nó được tầm 62. 62 à? Vâng, Tức là quàng sát đất đấy. quàng sát đất. Cái anh đo cái cổ kia nào. Cái cổ này nó được 19. Vâng. Cây này là nó cũng là một cây to. Vâng, chiều cao cây này báo cáo chú là được 46. Và Dài tàn nó được 52. Tác phẩm đúng là hồng ngọc mai thì có quả thì nhiều, nhiều cây có quả, nhưng mà ở cái tốc độ, cái mức độ quả như thế này thì đúng là cây này quả là tuyệt vời. Đấy. cái Dày này chi chít luôn và nó lại chín chín gần như đồng loạt nhỉ. vâng ạ Đấy. nhưng mà cái này mình chơi vẫn được một tầm một tuần nữa Và vâng. cái cái mé bên quả kia nó đẹp hơn, mé bên kia nó dày quả hơn, cái này nó cũng kết giống mỗi hợp một với số quả này chú ạ. chín này, đỏ này, quả vàng này, quả xanh này, ấy đẹp quá. Tôi xin kiểu ảnh đằng này, cái đấy chụp nhá, nhìn này nhá, rất tuyệt vời cây hồng ngọc mai. Vâng, bệ gốc chân đế cũng đủ các phía và gốc cũng khá to rồi. Cái này nó được cái già, giống cây nó già thì quả cây hoa lá nó càng sum suê. Đúng rồi. Này mà hết đợt quả xong bắt đầu lại đến vụ hoa nữa, hoa lại thơm, màu Vâng. tím đẹp, tím phớt hồng. Đấy. Sau đó lại đỗ quả, lại chơi thế này là Đúng thật. chơi chơi hoa xong lại chơi quả, mà chơi quả cũng vài tháng, không phải ít đâu. Hay đấy. Trông như là cây kim ngân lượng. Tác phẩm này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh? Dạ, tác phẩm đầu lai này cháu xin giới thiệu là cháu cũng giao lưu với giá là 2 triệu 7. 2 triệu 7. Vâng. Vâng, được rồi. Cũng hợp lý thôi. Có cây mai hồng ngọc mà lớn và đẹp và kỹ càng như thế này thì cũng được. Rồi, anh chuyển tác phẩm khác nhé.
Vâng, tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm Mai Chiếu Thủy này. Cái Mai Chiếu Thủy này cũng là tầm khá khá to đấy. Báo thầy là phải hai người B đấy. Còn, vâng, hai người B là cũng nặng đấy thầy. Vâng. Bởi vì cái vanh gốc này nó rất là to. Cây này là cây một gốc, không phải là cây cây bụi, cây rừng. Con xin phép là con đo cái vành thân ở trên này kìa. Được rồi, đo đấy. Con đo cái gốc được 80 thì. Vâng. Rất là to. Vành thân nó, vành bệ thì nó rất là lớn, vành bệ nó phải tầm mét hơn mét. Chiều cao cái này là được 77. Ừ. Cái đen đen đây là cái rễ bèo đấy à? Vâng, con đắp bèo lên để cho có phải về cái bèo lục bình đâu? Vâng. Ừ. À, tàn của nó được 87. Tất cả cái này là cây của con đang bủ bèo để sao con bủ hết cái bèo này. Bèo bèo, cái rễ bèo lục bình để cho nó giữ ẩm. Vâng. Cây này chỉ cầm khoảng nửa tháng nữa thôi thì dày lộc rất là đẹp rồi, đang nảy và mới cắt. Cây này là nó 7 thân. À, chia 7 nhánh nha. Vâng, 7 nhánh ạ. Một gốc chia 7 nhánh. Ôi giời. Hai người B. Cây này mà giao lưu giá nào anh? Thầy, cây này còn giao lưu với giá 22 triệu. 22 triệu. Rồi. Ok. Tiếp nhá. Vâng, chia tay với tác phẩm Mai Chiếu Thủy, chúng ta đến với một cây sam hương. Vâng, xin giới thiệu đây là thầy là tác phẩm thứ ba, tác phẩm sam hương. Cái này tuy là cái thân thủ nó bé nhưng rất là già rồi. Nó có cái điểm ở chỗ này ngày xưa nó còn tay nó cắt bỏ để làm đũa thôi. Nó là một thân nữa mà. Vâng, nó một thân đẹp. À, họ đưa cái buông cái cành huyền xuống sát mặt đất luôn nhỉ. Cây này làm tay dăm rất mịn màng. Không có một chút dây nào. Đưa cái tay huyền xuống sát mặt đất. Nên con xin đo cái vành chỗ gốc này nó đấy. Được 19 đấy. Được 19. Và chiều cao cây này thì được 47. Dài tàn từ đỉnh này xuống đây là 50. Vâng. Còn sang bên này nữa. Cái này con sẽ bê được cho thầy soi dưới gọn. Rồi, hết tất rồi, không còn cái dây nào cả. Vâng. Cũng là đẹp rất vậy. Là cây này rất là mịn màng. Quay bên này để mình quay cái không cái anh quay ngược lại bên này. Anh quay cả người sang bên này thế. Soi cái mặt gầm của cái tay huyền này. Rất tuyệt vời. Vâng. Cái này được cái là nó dăm dày. Được rồi. Đẹp ấy. À, nhìn đây nhá, chụp kiểu ảnh. Đẹp ấy. Cây sam hương nhìn rất là nghệ thuật. Cây này giao lưu giá bao nhiêu anh? Cái này tác phẩm này còn giao lưu giá 6 triệu. Giá 6 triệu. Vâng. Và... vì cây sam hương này nó làm rất là kỹ này. Ok rồi. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây ngâu. Vâng, báo cáo với thầy là đây là một tác phẩm cây ngâu. Cây ngâu này thì con khẳng định là một cây ngâu già thì phải nói địa y rồi. Hoa thì rất nhiều. Đấy, báo cáo thầy là hoa chỉ... À đây, ôi, nụ rồi. Thầy là nhiều lắm. Ôi dồi. Nếu mà tầm khoảng một tuần nữa thì cây này nó vàng, nó vàng như một cây, nó tóm lại như một cây vàng luôn. Vì cây này con đã chứng kiến rồi. Tuyệt vời nhỉ. Cái này hoa thì được cái là rất là rất nhiều nụ.
Này, tất cả các cái nách, tất có tất thì các nhánh này có hết. Đây, đây. Con quay tất cả trên đầu này có tất, canh rồi, nào cũng có. Tuyệt vời rồi. Đây, nó sai dày. Chỉnh cho nó vào giữa cái đôn đi cái. Rồi, được rồi, xong rồi. Giữa nó đổ cái thì... Cái này thì báo cáo thầy là ngày xưa nó có một tay cành đây. Ừ. Chọc ngược ở đây nhưng mà con... Không, bây giờ còn chơi cái thế bạc phong thầy. Ừ. Vì cây này đến lúc mà ra hoa nó vàng xíu cái cây cành này nhìn rất là thích. Nó có thân bệ gốc cũng rất là đẹp. Tôi đừng quay để yên. Già kinh khủng nhỉ. Vâng, cây này già. Quá già. Cái này thì con cũng tháo hết dây rồi thầy ạ. Chỉ còn đưa thương với cái dây này thôi. Ừ. Nó còn tháo nốt. Thầy bảo già bây giờ mốc cả rêu lên. Rất già cái này. Ôi giời. Lại cúi xuống cái gầm này thấy nhiều hoa. Này. Vâng, nó như cái này con bảo là dây đặc hoa mà. Ôi giời nhiều quá. Vâng. Trồng cái cây ngâu như thế này thì quá tuyệt vời. Hoa ngâu rất thơm nhá. Đứng cạnh này nó phát tán ra không khí thơm lắm. Báo cáo với thầy là thơm hơn hoa nhài. Chính vì cây này mà con phải đầu tư vào một cái chậu nó đẹp như thế này. Khóm nhà anh để này mà nó nở ra mùi không thơm bằng hoa ngâu. Mà hoa ngâu thơm nó thơm đặc biệt. Hoa ngâu rất vàng. Sau đó cái chùm này nó sẽ trú xuống đây thầy. Rất là đẹp. Cây này mà giao lưu giá nào anh? Tác phẩm này còn giao lưu giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu. Đấy, anh đo cái chiều cao của nó này. Thôi cái chậu cứ để đấy thôi. Cái chậu, cái đo cái chiều cao này. Chiều cao cây cây này là cây dáng bay đẹp. Dáng bay. Chiều cao từ mặt chậu lên là 42 vậy. Rồi. Còn tàn bay của nó ra đây 70. Quá đẹp. Dáng bay. Được cái cây này nó già thế. À, quay một vòng đi xem. Tuyệt vời đấy. Rồi. Giá 6,5 triệu à? Vâng ạ. Cái này 6,5 triệu đấy. Tuyệt vời. Tháng nữa thì rực rỡ lắm. Vâng. Không đến tháng đâu. Không đến. 2-3 tuần nữa. Vàng rực. Rồi, anh chuyển cái khác nhé. Vâng, chia tay với một cây ngâu dáng bay rất là đẹp. Chúng ta đến với tác phẩm Tường Vi. Xin giới thiệu chú, đây là tác phẩm Tường Vi. Cái Tường Vi này thì đợt này cháu lại không cắt nữa. Vì cháu đang muốn cho nó rông lên để cho nó ra. Bây giờ đón hoa rồi, anh cứ để rông. Nhà tôi thế tôi để tùm luôn. Mặc dù là cây thế nhưng mà bây giờ nó đang cách cái đọt này thì chỉ 1-2 tuần nữa là bắt đầu có nụ rồi. Đấy. Đấy. Bây giờ mà cắt đi thì coi như là phải chờ đợt lộc sau mới có hoa. Trong vòng 1 tháng trở lại sẽ là mùa hoa Tường Vi. Cây nào sẽ đẹp. À, có cái bộ gốc bộ rễ cơi lên nhìn vâng. Hay cũng hấp dẫn đấy. Cây này nó cũng già lắm như thế. Cái Tường Vi này. Con xin đo cái thôi vành xung quanh đây. Đây. Được 60. Okay. To vành cây chiều cao cây này được 32. Dài tàn cái này được 50 này. Vừa rồi con này mang lên con làm được 5 cây này. Ừ. Vâng. Nhưng mà khách hàng cũng lấy 4 cây rồi. Cây này thì bao nhiêu tiền anh? Còn duy nhất. Cây này còn giao lưu giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Được, nó là chơi cây hàng hoa mà. Vâng. Thì kết hợp với cái bộ đế của nó thế là cũng rất là nghệ thuật và đẹp rồi. Vâng. Rồi nhá, ta chuyển cái khác.
Vâng, và để kết thúc cuốn video thứ nhất đợt này, Đỗ Sinh giới thiệu và chia sẻ với các bạn giao lưu với anh Mạnh Cường. Chúng ta đến với một cây hoa trà. Vâng, báo cáo với thầy, đây là cây hoa trà. Đây là trà cổ lựu. Vâng. Trà cổ lựu Nam Định. Cái trà này thì cháu lại phân biệt luôn. Thứ nhất là cháu bây giờ cháu rất nhiều trà, chơi rất nhiều trà, nhưng mà cháu thầy bảo quay nhưng cháu chưa quay. Cái cây trà này hôm nay cháu quay đây, cháu vừa bán nụ đây ạ. Nụ này báo cáo với lại quý khách hàng là nụ bây giờ nó ra nụ từ bây giờ. Nhưng cái nụ này phải đến Tết nó mới nở thầy ạ. À, đấy. Bởi vì giống trà đã chơi trà 6 tháng sau mới nở. Vâng, phải 6 tháng sau mới nở. Và hôm nay thì cháu cũng mạn phép là cây trà này cháu cho quý khách hàng để xem bông. Bởi vì năm ngoái cháu đã chơi cây trà này nhà cháu rồi. Rồi. Đấy, thì để cháu xin phép lấy chụp ảnh. Vâng, cháu có ảnh. Vâng, cây trà này thì thứ nhất là thì là cháu xin phép này đo cái chiều cao. Đâu? Vâng, báo cáo với thầy. Chính đây. Nó đây à? Chính à, đúng rồi, đúng rồi. Mỗi bát, mỗi một bông hoa này cả to như một cái cả bát. Cả cây cả ấy. Vâng, to như một cái bát ạ. Đấy. Mà thời gian rụng của hoa này thì rất là bền. Được rồi. Rồi đấy. Cây này thì rất nhiều nụ, bây giờ nó rơi hàng vài chục cái bông luôn. Đấy, cứ mỗi một cái này là một cái bông. Ừ. Chơi một cái Tết một cây này thì cái này thì tôi con xin phép là con chỉ đo chiều cao đấy, bởi vì cây này nó bé thì chiều cao cây này thì được tầm khoảng 54 tán ngang xuống từ đây đến đây ạ, nó được 1m08. Cây này trải dài nhất to, mà cây này báo cáo với thầy là năm nay thì chắc hoa sẽ dày hơn năm ngoái. Năm ngoái được 14-15 bông nhưng năm nay con khẳng định nó phải được tầm khoảng mất nhất 30 bông. Vâng. Đây là dòng trà cổ, trà lựu, lựu cổ Nam Định. Vâng. Được, bóng cây hoa mà chơi tán rộng này là sẽ nhiều hoa. Nhiều hoa và chơi Tết rất thích. Cây này là anh báo giá là... Báo cáo thầy là tác phẩm này con xin báo giá là 6.500.000. 6,5 triệu. Vâng. Được rồi. Và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng hình để chúng ta chuyển sang cuốn video tiếp theo. Tiếp tục giao lưu với vườn cảnh anh Mạnh Cường, địa chỉ xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Số điện thoại của anh Mạnh Cường dưới dòng chữ Mạnh Cường và trên tiêu đề của video tôi cũng ghi số điện thoại anh Mạnh Cường, để chúng ta tiện việc giao lưu.